Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào chị. Chị cũng chào mảnh ghép yêu thương. Chị cũng chào trong đồng mạng, trong nước và ngoài nước. Dạ. Rồi chị cho mọi người biết tên cũng như tuổi của chị luôn ha. Rồi. Chị Dung. Cái gì chị? Trần Thị Dung. Trần Thị Dung, dạ. Chị Trần Thị Dung sinh năm 1964. Dạ, chị Dung sinh năm 1964 là năm nay chị 60 tuổi chị Dung ha. Dạ, chị Dung đến từ đâu chị? Chị ở Tây Ninh. Dạ, chị đến từ Tây Ninh. Chị Dung nè, chị có cho phép mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội không chị? Chị đồng ý. Dạ, mọi khiếu nại của gia đình cũng như bản thân chị sau này yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video là không được. Rồi, chị đồng ý. Chị Dung phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình ha. Dạ. Dạ, rồi cảm ơn chị. Chị Dung nè, chị có thể cho mọi người biết chút xíu về cái tình trạng hôn nhân gia đình của chị ra sao không? Chị thì ông xã chị mất nay cũng mười mấy hai chục năm gì rồi. Bây giờ thì chị cũng sống một mình vậy, chứ con cái cũng có tư riêng hết rồi. Dạ, là anh mất này cũng 20 năm rồi chị ha. Dạ. Hình như nhắc tới cái vấn đề anh mất, hình như chị hơi dâng trào cái cảm xúc ha, hơi xúc động hay sao? Lúc trước chắc chị thương yêu anh lắm ha. Dạ, yeah. Anh với chị được bao nhiêu người con chị Dung? Chị được ba cháu, có vợ có chồng hết rồi. Có vợ có chồng hết rồi. Hiện nay chị Dung ở Tây Ninh đó, chị đang sống ở trong ngôi nhà của mình hay là nhà của ai chị? Ở nhà của chị. Dạ. Chị Dung đang làm công việc gì chị Dung? Nói chung là hôm trong Tết cũng có đi giúp việc nhà, nhưng mà giờ ra ngoài Tết nghỉ rồi. Chị đi làm nghề tự do hả? Có nghĩa là giúp việc nhà, ai kêu gì mình làm đó hay sao? Đúng rồi. Giúp việc nhà mà ở cái nhà đẹp dữ vậy ta? Không có, nghỉ rồi, giờ nhà mình mà. Ý em nói là đi làm giúp việc nhà mà sao ở cái nhà đẹp dữ vậy? Thì nói chung là cũng không phải đẹp gì, trời ơi, thì mình tăng trang chút mới đẹp chứ đâu có gì đâu. Ừ, tăng trang chút lên đẹp ha. Tăng trang chút đẹp chứ không. Các con chị có thường về về chơi với chị không? Hả? Các con của chị có thường về chơi với chị không? Thì nói chung là nó cũng đi làm, thì thí dụ như tuần hay tuần chủ nhật á, nó cũng có về. Dạ. Chị Dung được mấy trai mấy gái? Chị có thằng trai hai đứa gái. Chị Dung nè, chị cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Chị mét rưỡi. Mét rưỡi, cao dữ vậy? Trời ơi, có mét rưỡi mà cao cái gì. Nặng nhiêu chị? Nặng 60. Nặng 60. Thế chị có bộ tròn tròn ha. Tròn. Rồi. Chị Dung nè, cuộc sống hàng ngày chị có những cái ưu khuyết điểm gì không? Cũng đâu có gì đâu, trời ơi, chị cũng tối ngày cũng ở đi màng đi, còn không có màng thì cũng nằm nhà, thì cũng không đi chơi đâu. Không, ý em nói cái điểm mạnh của chị á. Cái điểm của chị hả? Cái điểm mạnh á. Là cái ưu điểm của chị hồi nào tới giờ thì lúc trước á, thì chị cũng nóng tính lắm, mà cách nay hình như là có mười mấy năm nay chị tính chị giờ cũng đầm tắm rồi, không có nóng tính nữa, giờ ai nói gì nói chị cũng bỏ qua luôn. Giờ nói chung là thì chắc cũng đỡ hơn lúc trước rồi.
Ưu điểm của chị cũng khác lạ quá ha. Ưu điểm là giận lên là bắt đầu phang đồ hay sao? Vậy cứ Quýnh giận lên thì quánh là liền tôi quánh liền luôn, ở đây tôi luôn quánh luôn. Dạ à? đúng rồi. Cái ưu điểm của chị cũng đáng sợ thiệt. còn cái Yếu còn cái khuyết điểm, yếu điểm á. điểm hả? Nói chung chị cũng nhẹ dạ lắm, Nhẹ thiệt. dạ, cá tính hả? Thí dụ như vợ với chồng mà nhiều khi mà ta lớn lớn tiếng với mình, cái tự nhiên cái không trả lời được, cái nó làm như nó nghẹn nghẹn sao, cái nó rớt nước mắt kỳ cục quá. Cái đó là nhẹ dạ hả? Chắc sao vậy. sao chị có nhiều cái lạ quá vậy? Nhẹ dạ của chị cũng lạ mà cái điểm mạnh của chị cũng lạ nữa nha. Kỳ cục đó. Kỳ cục quá ha. Rồi anh mất 20 năm nay, chị có đi thêm bước nào hay là có quen được mối tình nào khác không chị Dung? Nói chung là quen cũng có quen, nhưng mà điều quen rồi nó kiểu cũng nó cũng không hợp gì thôi. Nhưng mà cũng ăn ở chứ cũng không có về nhà mình. Nhưng mà có đến với nhau không chị? Thì nói chung là quen thì cũng có đến với nhau, nhưng mà bị chia tay này cũng mấy năm rồi. Có về nhà chị ha. Chị Dung à, hình như là chị người ngoài miền Trung, gốc miền Trung đúng không chị? À, chị ở miền Nam nào giờ? À, miền Nam giờ luôn hả? Ủa chứ nghe nói tiếng sao ở miền Trung? À, biết em nghe nó rầu 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 em tưởng Nào giờ? rồi. Chị Dung nè, chị xem chương trình Mảnh ghép yêu thương của tụi em lâu chưa? Nói chung là chị có xem, nhưng mà điều chị cũng không có quyết định được, phải không? Người ta thì ta chọn, người ta quyết định mình, còn mình giờ quyết định thì cũng hơi khó, thì xem là có xem vậy thôi. Nhưng mà điều cái mấy nhỏ bạn nó cứ thì nó cũng háo hức hết rồi, bà coi chi bà không chọn được ai rồi trơn. Rồi sau thì nhờ tới đâu tới. Rồi nói chung là hôm nào nay của tự nhiên cái mình nằm sao tự nhiên nó nghe một mình nó cũng buồn buồn ha. Buồn Sao buồn nó thâu bữa nay điện đại đi cho đầu. tự nhiên cái nọng mình, sao cái tự nhiên cái nó buồn buồn, cái tự nhiên cái điện đại cho rầu Vậy ha. nghe buồn 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 biểu mấy nhỏ biểu cháu nào vậy, từng một từng nghỉ học thứ bảy vô ngủ với bà nội, cái nó nói vậy nè, bà nội không chịu có chồng đi ngang giờ ta đi cưới không chịu, ta còn đi cưới được không chịu có chồng đi mất già không ai cưới à, nó nói vậy. Đúng rồi, mốt già không ai cưới ha. Dạ không ai cưới bà nội rồi nghe, không ai ngủ với bà nội hoài. Chị Dung có nhiều cái lạ quá ha. Chị lạ hơn người ta rất là nhiều luôn á. Làm sao Thì cái gì chị cũng lạ hay không, cái tự nhiên, cái tự nhiên rồi cái tự nhiên. thiệt không, nói chung là mấy đứa nó nói thiệt chứ ở đây chỉ bà người nào bà cũng kén cũng chê cho trên, không biết tôi kiểu sao bà chọn yêu sao không biết. Giờ em có ý kiến vậy nha chị Dung, Nói lát hồi nói chuyện mình nói riêng cái thử coi được không, chứ nói chung hoài nghe sao chung chung quá. không À, chị có rung không? Bình thường thôi, làm gì đâu rung. À, chị biết hát không? biết à, Biết à, biết à, cái này ghê à, dữ rồi nha. Chị thường ha, chị thường hát hát nhạc gì? bản nào chị cũng hát được hết, Bản nào cũng hát được luôn. còn Rồi. hát thì làm cũng được hết. Rồi bây giờ em có ý kiến vậy nha. Rồi giờ em có ý kiến vậy nè, chị hát tặng cho quý vị khán giả cũng như nửa mảnh ghép chuẩn bị xuất hiện trong cuộc đời của chị nè, một bài hát mà chị yêu mến nhất được không? Biết sao sao hát không vậy, khó hát quá. Rồi mình hát không vậy mới là giỏi, ca sĩ ta hát chưa được mà mình hát được mới là hay. Không khó hát Có gì đâu còn khó đâu. Giờ hát bài gì nè? mấy không có thuộc, nhưng mà hôm nay để lấy cái máy khác rồi mới bắt lên mới hát được. Nhưng mà hát bắt rồi tắt tiếng nha, đừng có mở nhạc nha. Vậy hả?
Thôi cậu mấy giờ hát bản nào, hát bản nào đi, em nhắc cho. Nhạc hả cổ? Nhà hát nhạc đi. Nhạc hả? Hát bản phố ngày xưa đi, tâm nữ á. Khu phố ngày xưa hả? Chà, cái bản này ghê nha, bản này dữ à. Rồi, Nó phải lấy để lấy cái máy khác rồi đổi chữ lên hát mới được đó rồi nghe. rồi rồi em nhắc chị luôn. Không được. Được, Không, em để chị lấy. thôi Chị thôi lấy thôi khỏi đi, bây giờ hát đi, em nhắc chị là chị nhớ là dễ lắm cái. Ừ, không có thuộc cái câu nào nè. nè. Thì mới vô nè, gió cuộn mây đưa về. Rồi vô, một hai ba. Gió cuộn mây đưa về. Không Làm không gian chờ tôi. Đấy, nè, vô. để chị lấy cái máy đi, để chị lấy cái máy đi, cái rồi chị bắt lên, không có lên tiếng nhưng mà chị hát được Rồi, nha. lấy cái máy mở chữ rồi. Ôi giàu quá ta, xài hai cái điện thoại luôn. Ta mới cho Ồ vậy cho ai gì vậy, cái điện thoại mắc bự chà bá lửa luôn, hai con mắc bự chà bá lửa luôn kìa nhỏ em cho mà. rồi, vậy được chưa? Rồi vô, một hai ba vô lại nè. Rồi Khoan, chưa chưa tới nhàn gì mà. hỏi tôi trả vé tôi đi về à. Từ từ cái Rồi. gì cũng từ từ chứ. Ca sĩ này sao mua vé vô ngồi đợi nghe hát cực quá trời luôn Nghe cực khổ quá á. Ừ, trả vé tôi về à. Trả chưa, giới thiệu nè, một hai ba. không? Ăn được chưa? Chưa chưa vô chữ sao thấy được hả? Sau đây là ca sĩ Phương Dung sẽ gửi đến quý vị và các bạn một ca khúc của nhạc sĩ Tố Nhi, Khu phố ngày xưa. Xin mời cô chú anh chị. Đưa về làm không gian chờ tới khu phố xưa điêu tàn vì tay quân giặc thù. Nghe ngao tôi nghe như trời đất vỡ xót xa phố phường, ôi dân bao căm hờn. Lối nhỏ xưa đâu còn và cũng nhang thờ ấy, tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa diệu hiền. Còn lại mây đen trắng mờ khắp lối, nhóm máu vàng hờn in sâu lòng phố phường. Ôi còn đâu nữa. Đâu nữa ai bên khung cửa, ai đưa ai xéo bước nhỏ những lúc trên đường về hẹn nhau đi phố chơi. Thơ bay mưa rơi nhiều chiều đỡ vơ một bóng trên phố xưa tiêu điều, làm ôi sao giờ người làm đôi tôi đi đi tìm quá khứ dấu hiên gót giày theo mây về cuối trời. Được Rồi, không? hay quá. Rồi, cảm ơn bài hát khu phố ngày xưa.
của chị Dung ha, đã gửi tặng quý vị khán giả cộng đồng mạng. Rồi hôm nay chị Dung gọi đến chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương. Chị muốn mảnh ghép yêu thương giúp gì cho chị Dung? Thì nói chung là giờ chị cũng muốn mấy em giúp cho chị một nửa mảnh đời còn lại. Rồi. Cái người nó đàng hoàng. Rồi bây giờ chị muốn anh đó độ tuổi khoảng bao nhiêu? Thì nói chung là bây giờ cỡ tuổi chị đổ lên đi cũng được, 65 cũng được. 60 tới 65 ha. Rồi, chị muốn anh đó, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Thì nói chung là giờ cỡ cao mét 6 mét 7 gì mét 6 mấy cũng được. Thì nặng cho là cũng mấy 70 gì, nói chung là sao cũng được, nhưng mà đều đừng tệ thôi. Vậy đi. Nói riêng là đừng có tệ là được rồi ha. Rồi. Chị muốn anh đó có công ăn việc làm như thế nào, rồi nhà cửa không? Thì bây giờ nói chung là công ăn việc làm thì bây giờ cái tuổi này thì giờ cứ đi làm thì chắc cũng không bao nhiêu tiền đâu, phải không? Thì thí dụ cho thì nó cũng bình quân đi, thí dụ 10 triệu, mười mấy triệu gì không biết, nhưng mà đừng 3 năm 3 triệu thì lo mình không được, phải không? 10 triệu, mười mấy triệu gì cũng được. Thì vậy thì cũng lo đâu qua ngày tháng rồi, chứ chị giờ cũng đâu có muốn đâu, giàu có đâu, giàu có giờ cũng cũng được, Chị là được. sao cũng được ha, miễn sao lương tháng 10 triệu mười mấy triệu được rồi ha. Ừ, thời buổi giờ kiếm 10 triệu mười mấy triệu thôi được ha, cũng hơi khó đó chị. Chị khiêm nhường quá. Dạ rồi bây giờ nhà cửa là sao, nhà cửa của anh đó chị có muốn anh đó có nhà không? Thì nói chung có cũng tốt, còn không có thì cũng tốt, mà biết không có thì có cái vậy, trên chủ nó không có công ăn chuyện làm, chị thì có nhà nhưng mà nó không có công ăn chuyện làm, vậy nếu có thì cũng tốt, Rồi không có cũng thí dụ được. như có cũng tốt, không có cũng tốt, là sao nó giống bị vốn quá vậy chị? Có cũng tốt, và coi như là nó có thì chị đương nhiên chị phải về nhà ta ở, phải không? Còn giờ không muốn ở nhà mình thì mình cũng chấp nhận, nhưng mà trên chị không có công ăn chuyện làm, nó là vậy. Có nghĩa là bây giờ chị có nhà, ảnh thì có công ăn việc làm mà ảnh không có nhà, thì giờ về ở với chị Hùng lại thì giờ chị có nhà mà không có công ăn việc làm, còn ảnh thì có công ăn việc làm mà ảnh không có nhà, được Không có gì hết, nhưng miễn là có người ta đàng hoàng là được, đàng hoàng là được, người ta đàng lương hoàng lương 10 triệu trở lên là được đúng không? thiệt thà đàng hoàng là được, thì mình cũng hơi thiệt thà mà dân Tây Ninh mà rồi ai đang thiệt thà hả, Đang Tây Ninh thiệt thà lắm hả? dân Tây Ninh là thiệt thà, chất phát thiệt thà, nghe không? Rồi chị có thích anh đó rượu bia không? Nói chung là rượu bia thường ngày thì cũng không, chị cũng không có học cách uống gì đó, còn thí dụ như đám tiệc thì cũng được, Cà phê thuốc lá thì sao chị? thế cũng lá thì nó tùy theo người ta đi, nên tùy theo người ta cảm thấy giờ người ta làm được cái gì người ta làm, hút ít muốn hút ít thì hút, muốn hút nhiều hút, giờ cái chuyện đó mình đâu cản được đó. Rồi chị còn cần Chị thấy ở cái anh đó những cái yếu tố gì nữa không? Rồi chị cứ nói hết ra đi để cho các anh hiểu được cái tâm tư của chị. có gì thì chị cũng dễ chịu lắm, thì giờ quan trọng là con cái mình thật thà mình sống với nhau mà ngăn chứ có gì đâu. Mà bây giờ chị còn nóng không? Còn cái ưu điểm của chị ghê quá, cái ưu điểm của chị nóng lên là chị quýnh liền, chị chọi liền. Bây giờ cái ưu điểm đó còn không? Đó rồi à. Chị nói chung là nay mười mấy năm nay rồi, chị không có dù không còn trẻ, chứ không trẻ giờ mười mấy hai chục năm nay chị không có,
ai làm gì được làm, ví dụ mình nói thì ví dụ người này nói người kia nghe, phải không? Ví dụ như người này nói người kia nghe, mà chị nói mà ảnh không nghe thì lấy cây phan liền đúng không? Nói gì quá trời. Ai biết từ nãy chị giới thiệu cái ưu điểm của chị ghê quá. À, cái ưu điểm vậy nhưng mà đã chị nó không còn trẻ. Bây giờ hết. Nghe đó. Bây giờ hết rồi ha. Rồi chị còn cần ví dụ như là anh đó không có đam mê những cái trò đỏ đen gì không thì chị cứ nói ra luôn để các anh nghe được, các anh né. Chị không có thích ví dụ đó, biến sao chị ví dụ cờ bạc rượu trà chị không có đầu nào bây giờ luôn, không có ví dụ đó đó. Bây giờ chị kiếm thì đàng hoàng, đừng có rượu mà lầy với cờ bạc. Đó thì cái đó là cũng là cái yếu tố quan trọng đó chị. Rồi hôm nay chương trình cũng ghi nhận sự trải lòng nãy giờ của chị Dung ha. Cũng chân thành cảm ơn chị Dung đã dành thời gian quý báu để chị em mình trò chuyện vui vẻ. Cũng không quên cầu chúc cho chị Dung sớm ngày tìm được một cái mảnh vỡ còn trôi dạt đâu đó đúng với cái ý nguyện của chị ha. Giờ chị nói vậy là hình như là chị coi á, chị thấy hình như là cái anh Dũng làm gì á, anh không vợ con gì hết á, phải không? Anh Dũng gì ở đâu chị? Chị và chị để chị đó, không đó chị ơi. Hả? Anh Dũng nó bao nhiêu sao tuổi chứ? Anh Dũng nó bao nhiêu tuổi? Hình như là 61 á. Anh đó có người rồi chị ơi. Có hả? Hình như có thì thôi, có gì đâu. Tự thấy nghe nói vợ con thành thử ra thấy cũng rảnh rỗi cũng được. Dạ. Rồi thôi chị mở rộng ra đi ha, để các anh tự chọn nha. Chị đi, tự đến với cuộc đời chị đi nha. Rồi. Rồi bây giờ chị chào quý vị khán giả để chị em mình kết thúc ha. Rồi chị cũng xin chào mấy em, với chị chào cộng đồng mạng mỗi vui vẻ. Rồi cảm ơn chị. Trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Rồi.